Lazarette H. La Moto Volant, tác phẩm mô tô độ cực độc đến từ Pháp, với khả năng biến đổi từ một chiếc xe mô tô thành một phương tiện bay. Đây được xem là một tuyệt phẩm từ nghệ nhân người Pháp Ludovic Lazarette H. Nó đã chứng minh được khả năng vượt trội của mình khi cất cánh khỏi mặt đất. Theo đó, Ludovic Lazarette H. đã thiết kế chiếc La Moto Volant với khả năng vừa có thể lăn bánh được trên đường như bao dòng xe mô tô thông thường khác, lại vừa có thể bay trên mặt đường. Để chiếc siêu mô tô đạt được khả năng bay lượn, Lazarette H. đã trang bị cho La Moto Volant động cơ phản lực Z-cat với vòng tua cực đại 96.000 vòng trên phút ở mỗi bên trục bánh xe. Bên cạnh đó, để có thể bay được, các bánh xe sẽ phải chuyển từ chế độ lăn bánh trên đường sang chế độ bay nhờ một cơ cấu thủy lực đặc biệt. Lazarette H. La Moto Volant có khả năng vận hành trên đường phố như một chiếc mô tô bình thường. Tuy nhiên, để có thể bay lượn được trên bầu trời, người lái sẽ cần phải đỗ xe tại một không gian đủ rộng. Sau đó thay đổi cơ cấu bánh xe sang chế độ bay, đợi khoảng 60 giây để các động cơ phản lực đạt đủ lượng nhiệt cần thiết. Nhìn nặng nề nhưng tổng trọng lượng xe chỉ khoảng 140 kg. Tuy vậy, để có thể nâng xe lên khỏi mặt đất thì tác giả đã phải thiết kế để động cơ đẩy đạt lực nâng lên 240 kg. Các bánh xe trước sau đều có khả năng điều chỉnh và phanh khi hoạt động trên đường đất. Qua đó, tất cả các trục bánh chính được tích hợp các động cơ tuốc bin phản lực đủ để nâng cỗ máy lên. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị một chiếc dù để đảm bảo an toàn bay. Ban đầu, vài thử nghiệm khi bay ở độ cao 1m với một người lái và đã có những thành công. Tuy nhiên, để có thể lái chiếc mô tô này, câu hỏi về giấy phép lái xe đã được đặt ra. Dự kiến trong năm nay, các đơn đặt hàng của Lazarette H. La Moto Volant sẽ chính thức được vận chuyển tới tay từng chủ sở hữu. Mức giá bán cho chiếc siêu mô tô bay La Moto Volant này là 560.000 đô, tương đương khoảng 13 tỷ đồng, đắt hơn cả một chiếc siêu xe.